Kinh số 23 Đại Lâu Tháng Kinh Quyển 1 Phẩm 3 Chuyển Luân Chương 1 Phật bảo, này các tỳ kheo, khi thế gian có chuyển luân chương, bảy báo có bốn đức tự nhiên sanh. Bảy thứ báo ấy là gì? Một là bánh xe báu vàng, hai là voi báu trắng, ba là ngựa báu xanh biếc, bốn là ngọc minh nguyệt báu, năm là ngọc nữ báu, sáu là vị thánh quan báu chủ kho tàng, bảy là vị thánh lãnh quân báu. Bánh xe báu vàng của chuyển luân chương là loại gì? Vào ngày trầm trăng tròn, vua tắm gội, rồi lên lầu cao, cùng ngồi với thể nữ, thấy ở phương đông có bánh xe trời bằng vàng tự nhiên đến, có ngàn tâm hoàn hảo, tất cả đều dùng vàng trời tạo thành, cao một trượng bốn thước. Vua thấy rồi tự nghĩ, ta nghe từ các bậc tiên thánh dạy, nếu có vị vua vào ngày trầm trăng tròn, tắm gội rồi lên lầu cao, cùng ngồi với thể nữ, thấy ở phương đông có bánh xe vàng tự nhiên hiện, thì liền được thành chuyển luân chương. Vua tự nghĩ, muốn thử bánh xe vàng, lúc bấy giờ chuyển luân chương liền thử bánh xe vàng. Bèn tập hợp bốn bộ binh, đi đến chỗ bánh xe vàng, chỉnh đốn y phục, quỳ thẳng, vòng tay, dùng tay phải chỉ về phía bánh xe vàng khiến bay về phương đông. Bánh xe vàng liền bay về phương đông. Chuyển Luân Vương liền dùng bốn bộ binh và người nhà, thân quyến, tất cả đều bay theo. Chư thiên cõi trời tứ thiên vương cũng đều bay trước bánh xe vàng. Bánh xe vàng đến chỗ, dừng lại. Chuyển Luân Vương cùng bốn bộ binh, người nhà thân thuộc, đều dừng nghỉ đêm ở đó. Lúc ấy, các vua ở phương đông, cõi phất vu đãi, đem bát vàng đựng đầy cơm bát bạc đựng đầy cơm vàng, cùng nhau đến chỗ Chuyển Luân Vương, thưa. Thiên vương đến đây, thật là quý hóa, các thành quách cõi nước phương đông này giàu có, vui vẻ, hưng thịnh an ổn. Năm thứ lúa thóc nhiều, tốt, nhân dân đông đúc, nhiều thứ châu báu, thợ giỏi cũng nhiều. Ngọc minh nguyệt, ngọc lưu ly, voi trắng, ngựa, trâu, bò, dê, nô tỳ, lúa gạo rất nhiều, kho tàng đầy ắp. Xin đại vương ở lại đây, chúng tôi xin nhận lãnh sự dạy bảo của người. Chuyển Luân Chương liền bảo các vua. Chư hiền, các vị tự dùng chánh pháp trị nước, đừng làm việc phi pháp. Chư hiền chỉ dạy đừng sát sanh, đừng trộm cắp, đừng phạm phụ nữ người, đừng nói dối, chửi bới, nói lời ác, nói hai lưỡi, đừng nghĩ ác, nên dùng lòng từ mà cai trị. Hãy phụng hành đầy đủ, làm được như vậy, tức là nhận lãnh lời dạy của ta. Bấy giờ, các tiểu vương đem cả quốc giới dâng lên Chuyển Luân Vương. Chuyển Luân Vương trụ lại ở đó, rồi đi tuần du các nước phương đông. Thời gian dừng lại ở đây, số năm không kể xiết, cùng nhau hưởng vui thú thỏa thích, ăn uống, được cả hải nội phía đông thuộc về mình, rồi vua trở về. Vua hàng phục cõi Diêm Phù Lợi ở phương nam cũng thế, lại cùng người nhà, thân thuộc và bốn bộ binh bay trước bánh xe vàng, lại đến cõi Kujani ở phương tây cũng như vậy, lại đến cõi Uất Đơn Việt ở phương bắc cũng như vậy. Các trời trên cõi tứ thiên vương đều bay phía trước bánh xe vàng. Bánh xe vàng đến chỗ dừng lại,
chuyển luân dương cùng với người nhà, thân thuộc và 4 bộ binh dừng lại ở đó. Bây giờ, các tiểu vương ở phương Bắc dùng bát vàng chứa đầy cơm bạc, dùng bát bạc chứa đầy cơm vàng, đều đi đến chỗ chuyển luân dương thưa: Thiên vương đến đây thật là quý hóa. Các thành quách cõi nước phương Bắc này giàu có, vui vẻ, hưng thịnh, an ổn. Năm thứ lúa thóc nhiều, tốt, nhân dân đông, châu báu nhiều, thợ giỏi cũng nhiều, ngọc minh nguyệt, ngọc lưu ly, voi trắng, ngựa, trâu, bò, dê, nô tỳ, lúa gạo rất nhiều, kho tàng đầy ắp. Xin đại vương ở lại đây, chúng tôi xin nhận lãnh sự dạy bảo của ngài. Chuyển luân dương liền bảo các tiểu vương: Chư hiền, các vị đừng sát sanh, đừng trộm cắp, đừng phạm phụ nữ người, đừng nói dối, chửi bới, nói ác, nói hai lưỡi, đừng nghĩ đến điều ác của người, nên nghĩ đến lòng từ, làm theo chánh kiến. Làm được như vậy, tức là đã nhận lời dạy. Lúc ấy, các tiểu vương đem cả quốc giới chân lên chuyển luân dương, an trụ tại đó, rồi tuần chu các phương Bắc. Thời gian dừng lại ở đây, số năm không kể xiết, cùng nhau hưởng vui thú, thỏa thích, ăn uống. Được cả hải nội phía Bắc thuộc về mình rồi. Sau đó, vô cùng người nhà, thân thuộc và 4 bộ binh ở lại cõi Diêm Phù Lợi. Thiên hạ Diêm Phù Lợi, oai thần lớn lao, bánh xe vàng cũng vậy. Lúc ấy đo được từ đông sang tây dài 480 dặm. Chư thiên vì chuyển luân dương mà tạo dựng 7 lớp thành lũy, 7 lớp lan can, 7 lớp rèm châu, 7 lớp hàng cây, bao bọc chung quanh, bài trí đẹp đẽ, đều dùng 7 báu, vàng, bạc, pha lê, lưu ly, trân châu đỏ, sa cừ, mã não. Vách bằng vàng thì cửa bằng bạc, vách bằng bạc thì cửa bằng vàng, vách bằng lưu ly thì cửa bằng pha lê, vách bằng pha lê thì cửa bằng lưu ly, vách bằng trân châu đỏ thì cửa bằng mã não, vách bằng mã não thì cửa bằng trân châu đỏ, vách bằng sa cừ thì cửa bằng tất cả báu. Bốn phía chung quanh thành đều có cửa, lan can bằng vàng, trụ bằng vàng thì tay vịn bằng bạc, lan can bằng bạc, trụ bằng bạc thì tay vịn bằng vàng, lan can bằng lưu ly, trụ bằng lưu ly thì tay vịn bằng pha lê, lan can bằng lưu ly, trụ bằng lưu ly thì tay vịn bằng pha lê, lan can bằng trân châu đỏ, trụ bằng trân châu đỏ thì tay vịn bằng mã não, lan can bằng mã não, trụ bằng mã não thì tay vịn bằng trân châu đỏ, lan can bằng sa cừ, trụ bằng sa cừ thì tay vịn bằng tất cả vật báu, rèm châu vàng thì linh treo bằng bạc, đường bằng bạc thì linh treo bằng vàng, đường bằng lưu ly thì linh treo bằng pha lê, rèm châu bằng pha lê thì linh treo bằng lưu ly, rèm châu bằng trân châu đỏ thì linh treo bằng mã não, rèm châu bằng mã não thì linh treo bằng trân châu đỏ, rèm châu bằng sa cừ thì linh treo bằng tất cả vật báu. Lại dùng 7 báu tạo thành cây cảnh thật đẹp đẽ, cây gốc cành bằng vàng thì thân lá hoa quả bằng bạc, cây gốc cành bằng vàng thì thân lá hoa quả bằng vàng, cây gốc cành bằng lưu ly thì thân lá hoa quả bằng pha lê, cây gốc cành bằng pha lê thì thân lá hoa quả bằng lưu ly, cây gốc cành bằng trân châu đỏ thì thân lá hoa quả bằng mã não, cây gốc cành bằng mã não thì thân lá hoa quả bằng trân châu đỏ,
cây gốc cành bằng sa cừ, trị thân lá hoa quả bằng tất cả vật báu. Trên cửa có vọng lâu, rèm châu, có lầu cát, hai bên có giường, có nhà. Trong ao tắm có các loại cây, các loại lá, các loại hoa, các loại quả, tỏa ra đủ thứ mùi thơm, các loại chim cùng nhau hót. Thành làm xong, linh thiêng hùng vĩ, bánh xe vàng dừng lại ở đó. Thành ấy đo được từ đông sang tây 80 dặm, từ nam sang bắc 40 dặm. Khi ấy, chư thiên vì chuyển luân dương dùng bảy báo tạo dựng cung điện, có bảy lớp vách, bảy lớp lan can, bảy lớp rèm châu bằng bảy báu, bảy lớp hàng cây bằng bảy báu bao bọc chung quanh. Trên bảy lớp cửa có vọng lâu, rèm châu, có lầu quán, dưới có giường, ao tắm, các loại cây, các loại lá, các loại hoa quả, các loại chim cùng nhau hót. Tạo dựng cung điện của chuyển luân dương xong, bánh xe vàng liền dừng trước cửa cung điện trên hư không. Bây giờ, chuyển luân dương vô cùng vui vẻ, hoan hỷ, phấn khởi nói: Chính vì ta mà bánh xe vàng báu tự nhiên hiện, ta nay vì thế thành chuyển luân dương. Phật dạy, chuyển luân dương có bánh xe vàng báu tự nhiên như thế, còn voi trắng báu của chuyển luân dương là loại gì? Chuyển luân dương sáng sớm cùng với các bề tôi hội họp bàn luận, liền khi ấy tự nhiên có voi trắng hiện ra trước mặt, thân thể hoàn hảo, toàn màu trắng, có thể bay đi, tướng đoan chánh, đầu đỏ có sáu ngà, trên to dưới nhỏ, ngà màu vàng rồng, đẹp như tranh vẽ. Chuyển luân dương thấy xong liền nghĩ, con voi này nếu có thể điều phục được thì sẽ trở nên khôn, liền cho người điều khiển voi điều khiển thử. Chỉ mới thực hiện một lần mà điều khiển rất tốt, như một con vật đã được thuần thục. Lúc ấy chuyển luân dương muốn thử voi báu trắng, liền cho tập hợp bốn bộ binh, trang bị cho voi trắng thật trang nghiêm, rồi cưỡi voi trắng. Khi mặt trời vừa mọc, liền ra khỏi cung, phi hành khắp trong bốn biển, rồi trở về cung, cùng nhau vui thú. Bấy giờ, chuyển luân dương vô cùng vui vẻ, phấn khởi, nói: Chính vì ta mà voi báu trắng tự nhiên hiện, ta nay đã thành chuyển luân thánh dương. Chuyển luân dương có voi báu trắng như thế, còn ngựa báu màu xanh biếc của chuyển luân dương là loại gì? Chuyển luân dương sáng sớm cùng bề tôi bàn luận. Khi ấy, vừa thấy có con ngựa màu xanh biếc tự nhiên ở trước mặt. Ngựa đó thân xanh, lông trơn láng, đầu đen. Chuyển luân dương tự nghĩ, nếu con ngựa này được huấn luyện sẽ rất tốt. Liền cho người điều khiển ngựa đến, tức thời điều khiển rất tốt như một con ngựa khôn. Bấy giờ, chuyển luân dương muốn thử con ngựa báu màu xanh biếc, liền tập hợp bốn bộ binh, trang bị xong, cưỡi ngựa. Mặt trời chưa mọc đã ra khỏi cung, liền cùng bốn bộ binh bay đi vòng quanh trong bốn biển. Ngày ấy trở về cung, cùng nhau vui thú. Chuyển luân dương vô cùng phấn khởi, nói: Chính vì ta mà ngựa báu xanh biếc tự nhiên hiện, ta nay đã thành chuyển luân dương. Đã có con ngựa báu màu xanh biếc như vậy, còn ngọc báu minh nguyệt của chuyển luân dương là loại gì? Khi chuyển luân dương vào buổi sáng cùng với các bề tôi đang ngồi bàn luận, bỗng thấy có ngọc báu minh nguyệt tự nhiên hiện ở trước mặt. Ngọc ấy sáng tỏa chiếu. Chuyển luân dương thấy rồi, tự nghĩ, nếu treo ngọc này để chiếu sáng trong hậu cung của ta thì tuyệt đẹp. Lúc ấy, chuyển luân dương muốn thử ngọc báu minh nguyệt, liền tập hợp bốn bộ binh, lấy ngọc báu gắn lên đầu ngọn cờ, ban đêm ra khỏi cung cùng với bốn bộ binh,
Bấy giờ, Ngọc báo Minh Nguyệt chiếu sáng nhà các trưởng giả, Bà La Môn, làm họ thức dậy, cho là đã sáng nên sai nô tỳ đi chợ mua sắm. Ngọc ấy chiếu đủ sáng để bốn bộ binh ra khỏi cung 40 dặm, bay đi vòng quanh trong bốn biển. Ngay đêm ấy trở về hoàng cung vui thú. Chuyển Luân Dương vô cùng vui mừng, phấn khởi nói: Chính vì ta mà Ngọc báo Minh Nguyệt tự nhiên hiện, ta nay đã thành Chuyển Luân Dương. Chuyển Luân Dương đã có Ngọc báo Minh Nguyệt như thế. Kinh Đại Lâu Tháng Quyển 2 Phẩm 3 Chuyển Luân Dương 2. Chuyển Luân Dương có Ngọc Nữ báo là loại như thế nào? Sáng sớm, Chuyển Luân Dương cùng với các đại thần ngồi bàn luận. Khi ấy, có Ngọc Nữ báo hiện ra ở trước, đoan chánh đẹp đẽ, sắc diện không ai bằng, cũng không cao, không thấp, không mập, không ốm, không trắng, không đen. Mùa đông thân ấm áp, mùa hạ thân mát mẻ, lỗ chân lông khắp thân thể đều tỏa ra mùi hương chiên đàn, miệng thơm mùi hoa sen. Chuyển Luân Dương rất yêu quý, chẳng khởi ý dâm dục với ai khác, huống là tự thân làm. Bấy giờ, Chuyển Luân Dương rất vui mừng, phấn khởi, nói: Ngọc Nữ báo tự nhiên đã vì ta, nay ta đã thành Chuyển Luân Dương. Chuyển Luân Dương có Ngọc Nữ báo là như vậy. Chuyển Luân Dương có bề tôi thánh làm chủ kho tàng báo là loại thế nào? Sáng sớm, Chuyển Luân Dương ngồi bàn luận. Khi ấy thấy bề tôi thánh chủ kho tàng báo ở trước, thông minh, hiểu việc, chí thành, đi đến chỗ Chuyển Luân Dương thưa: Chuyển Luân Dương muốn cần việc gì, thần sẽ vì Thiên Dương mà phục vụ, Thiên Dương chỉ ngồi yên ổn. Chuyển Luân Dương muốn thử bề tôi thánh chủ kho tàng báo, liền tập hợp bốn bộ binh, lên thuyền ra biển, bảo với bề tôi thánh chủ kho tàng báo: Ta muốn được vàng bạc, châu báu, ngươi hãy cung cấp cho ta. Bề tôi thánh chủ kho tàng tâu với Chuyển Luân Dương: Qua biển rồi, tùy theo ý vua, thần sẽ cung cấp. Vua bảo: Nay ta cần dùng ngay tại đây, hãy mau cung cấp cho ta vàng bạc châu báu, qua biển rồi ta chẳng cần dùng nữa. Bề tôi thánh chủ kho tàng nghe, tuân hành lệnh truyền bảo ấy, sửa y phục, quỳ thẳng trên thuyền, tay phải khuấy nước, lấy đồ đựng bút vàng, bạc, châu báu, giống như loài trùng bám trên cây. Các loại vàng, bạc, châu báu ở trên tay cũng là như vậy. Lúc này bề tôi thánh chủ kho tàng đem các loại châu báu để trên thuyền và tâu với Chuyển Luân Dương: Ngài muốn bao nhiêu vàng, bạc, châu báu, nay thần cung cấp cho ngài. Chuyển Luân Dương bảo bề tôi thánh chủ kho tàng: Vàng, bạc, châu báu, ta đã có rất nhiều, ta chỉ muốn thử khanh thôi. Bề tôi thánh chủ kho tàng nghe rồi liền đem vàng, bạc, châu báu bỏ trở lại xuống nước. Bấy giờ, Chuyển Luân Dương rất vui mừng, hân hoan nói: Bề tôi thánh chủ kho tàng báo tự nhiên đã vì ta, nay ta đã thành Chuyển Luân Dương. Chuyển Luân Dương có bề tôi thánh chủ kho tàng báo là như vậy. Chuyển Luân Dương có bề tôi thánh chủ binh báo là loại thế nào? Sáng sớm, Chuyển Luân Dương ngồi bàn luận. Khi ấy, thấy có bề tôi chủ binh ở trước, thông minh, dũng mãnh, rành việc, đi đến chỗ Chuyển Luân Dương và tâu với Chuyển Luân Dương,
nhàm vua muốn làm việc gì, thần sẽ thi hành. Vua chỉ ngồi yên chớ lo. Lúc ấy, Chuyển Luân Dương muốn thử bề tôi chủ binh, liền tập hợp 4 chủng binh, bảo với bề tôi chủ binh báo. Ai chưa biết binh pháp thì dạy cho họ biết. Người đã biết rồi thì dạy cho họ biết thêm. Người chưa biết kỷ luật thì dạy cho họ biết. Người chưa biết cưỡi ngựa, bắn cung thì dạy cho họ biết. Bề tôi chủ binh báo liền nhận lệnh, huấn luyện toàn thể binh chủng. Chuyển Luân Dương rất vui mừng, hân hoan nói: Bề tôi chủ binh báo tự nhiên đã vì ta, nay ta đã thành Chuyển Luân Dương. Chuyển Luân Dương có bề tôi chủ binh báo là như vậy. Phật dạy: Chuyển Luân Dương có 7 báo là thế. Phật dạy: Chuyển Luân Dương có 4 đức. 4 đức ấy là gì? Một là rất giàu có, các thứ châu báu, ruộng, nhà, nô tỳ, châu ngọc, voi, ngựa, thợ giỏi rất nhiều. Người giàu có trong thiên hạ không ai bằng Chuyển Luân Dương. Đó là đức thứ nhất của Chuyển Luân Dương. Hai là rất đoan chánh, đẹp đẽ, nhan sắc của Chuyển Luân Dương không ai bằng. Người đoan chánh, đẹp đẽ trong thiên hạ không ai như Chuyển Luân Dương. Đó là đức thứ hai của Chuyển Luân Dương. Ba là thường an ổn, không bệnh tật. Thân Chuyển Luân Dương yên ổn, không nóng cũng không lạnh. Ăn uống các thứ theo ý thích đều được an ổn. Người không bệnh trong thiên hạ không có ai như Chuyển Luân Dương. Đó là đức thứ ba của Chuyển Luân Dương. Bốn là Chuyển Luân Dương sống lâu an ổn. Người sống lâu an ổn trong thiên hạ không có ai như Chuyển Luân Dương. Đó là đức thứ tư của Chuyển Luân Dương. Chuyển Luân Dương có 7 báo và 4 đức là như thế. Chuyển Luân Dương dùng chánh pháp thực hiện việc cai trị, không thay đổi điều tốt hiện có, thực hành 10 điều thiện, khuyên dạy các tiểu quốc dương, bề tôi chung quanh cùng muôn dân phụng hành 10 điều thiện. Chuyển Luân Dương yêu thương dân chúng trong các nước nhỏ như cha thương con. Nhân dân các nước nhỏ kính yêu Chuyển Luân Dương như con thương cha. Khi Chuyển Luân Dương cai trị thiên hạ thì cõi Diêm Phù Lợi đất bằng phẳng, không có cao thấp, không có gai gốc, không có các loài thú độc, kiến trùng, không có núi đồi, khe hang, không có đất sỏi đá, chỉ có toàn là vàng, bạc, ngọc minh nguyệt, lưu ly, hổ phách, thủy tinh, sa cừ, mã não, san hô. Khi Chuyển Luân Dương trị quốc, thiên hạ giàu có, vui sướng, an ổn, hưng thạnh, ngũ cốc phong phú, dân chúng đông đúc. Phật dạy các tỳ kheo: Thời gian Chuyển Luân Dương trị quốc, thiên hạ có 8 vạn quận quốc, thôn xóm. Tiếng gà gáy liên tiếp nhau, lần lượt cùng nghe. Khi Chuyển Luân Dương trị quốc, khắp thiên hạ thường có cây cỏ nước, cây thường xanh, thường có lá, hoa, quả. Cỏ cây ấy được phân bố cùng khắp trên mặt đất, màu như lông chim khổng tước, mùi thơm như mùi hoa, chân dẫm lên thì lúng xuống 4 tấc, dở chân thì bung lên như cũ. Cỏ trên đất lại không có khoảng trống cách nhau 4 tấc. Có cây hương thường ra hoa quả, bổ quả ra, tỏa ra các mùi hương. Có cây áo, chăn, ra hoa quả và các thứ áo chăn. Có cây anh lạc, châu báu, ra hoa quả, bổ ra, có vô số các thứ châu báu anh lạc. Có cây hoa kết vòng, ra hoa quả, bổ ra, có các loại vòng hoa. Có cây quả, thường ra hoa quả, bổ ra có các thứ quả. Có cây đồ dùng ra hoa quả, bổ ra có các loại đồ dùng. Có cây kỹ nhạc, ra hoa quả, bổ ra có các thứ âm nhạc.
thời gian chuyển luân dương trị quốc, cõi diêm phù lợi, không cày cấy gieo trồng, mà gạo, lúa, kê, nếp đều tự nhiên mọc, thanh khiết, không có tạp vật, tiết ra các vị ngọt. Khi chuyển luân dương lâm chung, thân không đau đớn, ví như người luyện tập vui vẻ, ăn nhiều lại chẳng đau bụng. Khi chuyển luân dương lâm chung, thân thể không đau cũng như vậy. Sau khi chuyển luân dương lâm chung, bánh xe vàng, voi trắng báu liền biến mất. Ngựa màu xanh biếc, ngọc báu minh nguyệt cũng biến mất. Ngọc nữ báu, bề tôi thánh chủ kho tàng báu, bề tôi chủ binh báu, liền tắm rửa thân chuyển luân dương. Dùng lụa quấn kín, lại dùng 500 tấm khăn phủ thân, bỏ vào trong quan tài bằng thiết, dùng đề hồ trưới lên trên. Xong rồi dùng lọng che trên, dùng đinh đóng vào, đưa quan tài, chuyển luân dương đi. Dân chúng cùng nhau cử nhạc, ca múa, đưa ra ngoài thành, chất tất cả củi thơm, khiêng quan tài chuyển luân dương, đặt lên trên rồi châm lửa đốt. Thiêu xong, ngọc nữ báo bề tôi chủ kho tàng báo, bề tôi chủ binh báo cùng nhặt xương, đặt ở ngã tư đường, rồi xây tháp thờ, tháp cao 40 dặm, rộng dài 40 dặm, chung quanh xây tường, rộng dài 200 dặm, dùng bảy báo vàng, bạc, thủy tinh, lưu ly, xích trân châu, xà cừ, mã não, làm bảy lớp lan can, bảy lớp rèm châu, bảy lớp hàng cây bao bọc chung quanh rất đẹp. Ai từ bốn phương đến lễ bái chuyển luân dương, hành nghi thức xây dựng tháp, đều được vô số phước. Bây giờ ngọc nữ báo, bề tôi thánh chủ kho tàng báo, bề tôi chủ binh báo, vì chuyển luân dương đã xây tháp rồi, liền bố thí cơm cho người đói, thức uống cho người khác, y phục cho người muốn có y phục, hương xong cho người muốn có hương xong, cho của cải, trâu, dê cho người muốn có các thứ ấy. Sau đó, ngọc nữ báo bề tôi chủ kho tàng báo, bề tôi chủ binh báo.